Hai là hai hai người hả? Ai nhớ được cái này? Ở chưa có học mà sao thì nhớ. Hương nhớ này không Hương ơi? Em có không nhớ đâu. Giải giải mã được cái này, năm năm nay sẽ là một năm rực rỡ nhất. Trong khi cái bài này là bữa có trước khi mà nghỉ lễ rồi đó em. Vậy là không nhớ. Có ai nhớ cái này? Chị Hòa nhớ này không chị Hòa ơi? Marketing Hương em có đó không Hương? Hello. Trong khi chờ đợi chắc chắc là lục lục ra có mấy cái quý vị Nguyễn nốt cho một dùng ghi lại quá à, để hỏi thăm Mùi nha. Mùi em khỏe cho Mùi. Kêu mà mình kêu không ai lên tiếng hay là mình tắt webinar nha, không ai lên tiếng sao vậy? Không biết gì hết. Thực ra là rất là chính xác với lại những gì mà hồi nãy anh Lằng có chia sẻ. Cái Hương ơi, hello. À, nghe chứ hả? nghe như rất nhỏ. Bây giờ cái này em nhớ, em nhớ cái công thức này không? Hả? Không nghe. Không nhớ. Không nhớ. Thấy chưa? Ok. Cái số 2 này nè. Là mình mời hai người một ngày nha, trong một ngày đó mình gọi là tour day. Trong một tuần thì mình mời được 14 người, làm tiếng Anh thì quyết coi như được nghỉ hạ cuối tuần. Một tuần mình mời hạ 10 người. Trong cái 10 người này đó trong cái 3 người này còn lại một người nhà là nhà tình thì nhà phối. Còn mình làm đi luôn như vậy đó. Một năm sau tối thiểu là mình sẽ có được 10.000 đô mỗi tháng. Cứ nghĩ đi, bây giờ trong cái new skin mình nha, một nếu như cái này á, làm một mình làm kiểu này á, là một tuần mình đăng ký vào một người mới, một năm 52 tuần là mình đăng ký vào 52 người hàng ngang đó. 52 người hàng ngang thì chắc chắn là 10.000 một tháng là coi như một chuyện dễ dàng. Cái 10.000 một tháng này đó nó là tương đương cho một người có 2 triệu đô la tiền vốn đầu tư, chẳng hạn như đầu tư vào địa ốc nè, đầu đầu tư vào đừng khỏi nói đầu tư, bỏ tiền vào ngân hàng để lấy lãi,
bên ngân hàng lấy lãi thì không 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 tới 10.000 đô mỗi mỗi tháng. Mua cổ phiếu, mua chứng khoán này nọ là 2 triệu. Và mình làm một cái việc mà không ai làm được. Nếu mình kéo dài luôn 2 năm liên tiếp nha. 2 năm liên tiếp. Mình sẽ là đây 1 năm thôi, xin lỗi. Mình sẽ là người đầu tiên, chắc là người đầu tiên trong công ty mình luôn đó, là người đầu tiên trong New Skin đó, là trực tiếp mời 1.000 người trong vòng 1 năm. Cái này là mời nha, mời 1.000 người trong vòng 1 năm. Cho nên cái năm năm nay mà muốn có cái sự thay đổi, muốn cuối năm mình có những cái mục tiêu lớn gì đó, và nó một cách vắn tắt, mỗi một ngày mời 2 người, mình chỉ nói mời thôi nha, chứ không nói là mời được hay là mời không được, mình chỉ nói mời thôi. Nó còn một con số nữa, con số cuối cùng mà sau 1.000 đó, là trong cái sự nghiệp của mình chỉ tập trung 2 năm làm việc như vậy thôi. 2 năm một người mình mời đó trị giá là 2.000 đô la. Tất cả những người mà họ thành công trong cái ngành này đó là họ đều đăng ký vào trong hàng ngang của họ, họ mời tối coi như là mời tối thiểu là khoảng 1.000 người, đăng ký vào trong hàng ngang của họ khoảng 50 người, nó còn lại khoảng chừng 15 hoặc 20 người là nghiêm túc và làm việc. Và từ đó họ có thể nói là 1 2 năm làm việc đó họ kiếm được vài vài triệu đô, bao nhiêu triệu đô thì chưa biết được, mà vài triệu đô đó thì tương đương tính là coi là mình mời 1.000 người, mà mỗi một người từ chối hay không từ chối gì đi nữa, mỗi một cái người mình mời nó trị giá là 2.000 đô la. Cho nên mình hãy cứ nghĩ nghĩ theo cái kiểu mà tại bây giờ cái mình làm cái network này nè, nó có 2 cách suy nghĩ. Cách như là thứ nhất nó gọi là salary, là mình làm mình có lương. Cái thứ hai là có lãi, nó gọi là salary and profit. Nếu như mình xem cái, tại vì khi mà mình vào trong công việc này, mình đã bị quen cái hình thức là mình là một người làm công nhân, cho nên mình không có lấy cái nghiêm túc là mình đi mình mời đều đặn. Cái này không phải là mình mời một ngày 10 người, mời một ngày 20, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là mình phải đều đặn trong cái việc mình mời. Nhưng bây giờ 1 năm mình có 365 ngày đúng không? Ba trăm sáu mươi lăm, nếu mình làm đều đặn như vậy là 1 năm á mình mời được 730 người, và mình làm hơn con mình đều đặn cái này cho 2 năm, 2 năm là nó là coi như tối thiểu mình được một mình mời trực tiếp là mình mời hơn 1.000 người. Mình đăng ký vào trong hàng ngang khoảng 100 người, 100 người không lẽ không còn lại 20 người nghiêm túc làm với mình. Bây giờ ai nói mà mời một ngày 2 người quá khó, không có người mời. Chắc bữa nay sao mày giống mình nói chuyện với mình quá ta. Nghe anh cho này.
tại vì bài mấy cái bài này là từ trước giờ nó vẫn giống nhau, tại cái network marketing mình nó đơn giản, nó đâu có phức tạp. Bây giờ vào cái năm 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 2015 này nè, anh sẽ sàng lọc lại trong trong cái nhóm luôn, những người nào mà không làm việc, không tham gia webinar là coi như là bỏ, không là không tập trung vào những người đó nữa. Là bây giờ vô tối thiểu nha, một một tuần lễ mình phải mời 10 người, từng cá nhân một, mời xong rồi chụp cái hình làm bằng chứng cô đã mời người này, mà mời không không thành công coi như cứ 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 tập mời đi, tập mời về trong cái ngành mình á, mình không mời được nha, mình mà không mời được là không làm được cái ngành này đó. Cứ mời đại, bây giờ đừng đừng có nghĩ là cần phải cái gì, cái lời văn gì cho nó hay để mình có thể mời người ta, cứ mời đại đi, từ từ rút kinh nghiệm trong cái lời mời, đúng sai cứ mời thôi. Và mỗi ngày phải có đều đặn 2 người bạn mới, mình sẽ chọn lại. Bao nhiêu người mà nghiêm túc muốn làm cái này, mà cho nên mình nói là khi mà mình kết bạn được một người mới, chụp cái hình lại quăng lên Facebook cho mọi người thấy tôi đã làm cái việc này rồi ngày hôm nay, coi như mình xem cái này là cái việc làm. Thứ nhất là mình làm quen với 2 người bạn mới, thứ hai mình mời 2 người bạn cũ. Không cần phải mời thành công mà được hay không được nó cũng không quan trọng, chỉ quan trọng là mời, là nghĩa là trong công việc mình làm đó là nó phải là đều đặn, mình làm đều đặn. Thì chắc chắn webinar mình nó sẽ bùng nổ, đội nhóm mình sẽ bùng nổ, chắc là không, cái webinar thường này là nó không chứa được người đâu. Còn mấy đứa bên Hàn Quốc tập trung kết bạn người ở Mỹ đi, chỉ kết bạn người ở Mỹ thôi, ngoại trừ đứa nào, những người nào ở Hàn Quốc muốn làm quen với mình thì mình làm quen, còn nếu không, nếu mà gọi là mình tập trung mình kết bạn, phải kết bạn ở Mỹ năm 20, đặc biệt tới năm 2015, 2016, 2017, 3 năm nay là New Skin sẽ tập trung vào tại Mỹ. Những chương trình khuyến mãi, những cái gói sản phẩm rất độc đáo, chỉ thị trường Mỹ có. Chính sách trả thưởng thì giống nhau, nhưng mà những cái chương trình khuyến mãi những cái thị trường khác không có. Này ít á, thấy khuyến mãi. Hả? Bên này em thấy ít khuyến mãi lắm. Phải làm cho nó trở thành một cái thói quen để mình có thể, mình phải làm nó đều đặn và đều đặn. Đừng có quên là những người trong danh sách cũ của mình đó, những người mình gọi là tiềm năng đó, là phải nói chuyện với họ mỗi ngày. Bây giờ lấy ví dụ nha, anh quen với Quân, anh quen thân với Quân, đừng nói Quân, anh nói thằng bạn anh nè, anh đi về bên Boston, anh đi về bên Boston, anh nói nó là ngày ngày hôm nay tao rảnh, hai anh em mình đi ra ngoài ăn, anh mời đi ăn chứ anh đâu cần phải suy nghĩ là với những cái lời văn gì đó đặc biệt lắm mà để mời người bạn mình đi ăn. Mình mời không được ai đó đơn giản bởi vì mình chưa có mối quan hệ với người đó, mình mời không được. Rồi bây giờ không sao, mình cứ xem như người xa lạ, mình nếu mà mình không muốn mời những người mình quen biết, cứ mời người xa lạ, mời cho nó quen, để cho mình tại vì làm hay đâu bằng hay làm, cái gì cũng vậy, nó sẽ trở thành một cái kỹ năng.
Mà cái kỹ năng mời này là kỹ năng quan trọng nhất trong cái ngành mình làm. Mà mình mời không được là mình chọn lộn nghề. Thật sự ra không phải là mời không được mà không chịu mời chứ mới mời không được. Khi mình mời mà bắt đầu mình sợ. Nên nhớ nha, mình mời để cho người ta tìm hiểu cái cơ hội mình có cái gì chứ không phải mình mời để mình tuyển dụng người khác à. Tại khi mà mình mời để mình tuyển dụng đó, họ từ chối, mình sẽ khó chịu. Mình hãy đưa vào trong trong cái tư duy mình đó là bây giờ mình đang học cách mời. Đơn giản như vậy đi. Tôi đang học cách mời cho nên tôi phải cần mời rất nhiều người, cứ mời mời và mời. Và mỗi lần mời lưu ý là một vài việc. Thứ nhất, cái thái độ lúc đó, trong cái thái độ của mình lúc đó trong khi mình mời. Cái thứ hai, mình đã nói cái gì. Nếu mà không quen nói chuyện ha, không quen nói chuyện thì gửi tin nhắn. Tại vì Facebook có, nó có cái nút, mình có bấm 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 nút gọi là mình có thể nói chuyện được với người ta. Và đầu tuần sau nha, lấy cái lịch coi. Này không không lớn được nè. Từ 5 tới 10. Mười hai, mười bảy, mười chín, hai mươi bốn. Sáu tới ba mươi mốt. Em lên là sẽ có thiệp cho em. Dạ, alo anh. À. Em lên được à, sẽ có thiệp chưa? Em chưa, bởi vì thời Ok. gian của em nó ít lắm, mà em làm là em cứ có là cũng ngày cũng chỉ đi làm thì ngày em dành 2 tiếng để em làm là mời mời là cũng đều đặn mỗi ngày là 2 người. Ừ. Phải mời nha. Đấy. Trong khi mời Thời gian của em là ngày làm 10 tiếng rồi nè. đừng Dạ. có, đừng có quên là về kết nối bạn bè mới đều đặn mỗi ngày luôn. Tại vì em mời tới một thời điểm nào đó em sẽ mời hết người. Bây giờ cái mình chia ra. Em ngày trước là em cũng thấy nó. Khoan rồi, đợi khoan em. Bây giờ Dạ. mình chia ra nè. Vâng. Cái này là cái tháng tháng 1 nè. Đấy, đây là cái tháng 1. Tháng 1 mình đây là 4 tuần làm việc trong tháng 1 của mình nè. Bây giờ nhắm nhắm xa xa quá mới nhắm không nổi. Nếu những ai mà như bây giờ mà muốn trở thành executive trong ngay cái tháng 1 này luôn, là ở ở bên hàng bây giờ là cần bao nhiêu điểm mới trở thành executive? Bên hàng nó có giống, bên hàng có giống Việt Nam không? Là bên này thì nó điểm, nếu mà lấy bên này cái thân có 10 điểm thôi anh. Là sao? Không, ý anh hỏi là nó cần Nghĩa là cái điểm bao ở nhiêu bên này điểm để Việt mà Nam để trở thành executive không?
là như nào anh? Em có biết Không bạn cần bao nghe nhiêu rõ. điểm để trở thành thành sát ca tiệp không? Tổng cộng bao nhiêu điểm để mình trở thành? À, nó cũng kém hơn có gì. À, nó cũng vào gần 6.000 điểm đó anh. Coi như cho chẳng 6.000 đó. Vâng, Okay. nó cũng là chỉ kém ở kém Việt Nam là có một tẹo thôi, không không hơn bao nhiêu đâu anh. Ok rồi 6.000 điểm. Bây giờ á Hương nè, Hương muốn muốn trở thành đặc sắc ca tệp trong vòng 1 tháng hay là muốn Hương muốn trở thành đặc sắc ca tệp trong vòng 3 tháng? Không có chuyện 6 tháng nha em. 3 tháng, 6 tháng là lâu quá. 1 tháng thì Đừng có quá nghĩ là xa. không thể. Bây giờ chỉ có muốn câu hỏi là muốn 1 tháng hay là muốn 3 tháng? Muốn 1 tháng. Ok, muốn 1 tháng là bây giờ đó, mỗi mỗi một tuần lễ là mình phải cần 1.500 điểm đúng không? 1.500 nhân cho 4 1 tháng mới vâng mới mới ra cũng 6 đúng không? Bây giờ đó, mỗi mỗi một tuần của mình là mình cần 1.500 điểm. 1.500. Chia ra cả hai nha. Bây giờ mình lấy 500 nè. Mình chia ra cho 5 ngày mình làm việc là mỗi một ngày là mình cần gọi là mình cần bán khoảng 100 điểm sản phẩm mỗi một ngày. Và trong một tuần đó mình mời 10 người, 12 người trong một tuần mà, thì sẽ có một người làm việc với mình và họ sẽ có một cái lôi 1.000 điểm. Cứ mời đều đặn cho anh. mình đâu Họ không nói chuyện, kệ họ. Kiếm người khác. Ok. Bị cái này á, cái phần này là bây giờ mình biết là mình cần mỗi một ngày làm gì làm tối thiểu phải phải có tiêu thụ được 100 điểm một ngày, và mình phải nhiệm vụ của mình là phải mời 2 người một ngày. Như vậy là sẽ trở thành đặc sắc ca tiệp trong vòng 1 tháng, nó không khó. Chịu làm là sẽ ra thôi. Bây giờ cũng giống như mình mở một cái cửa hàng của mình mở cửa 30 ngày mà mình không tiêu thụ được sản phẩm thì cái cửa hàng mình chỉ có dẹp tiệm thôi chứ làm được gì. Chứ gì nữa, cho nên tối thiểu của mình là mỗi một ngày ít nhất 100. Nếu mà mình là đây là cái mục tiêu để mình có thể trở thành đặc sắc ca tiệp trong vòng 1 tháng. Bốn nhà phân phối mới là mình đã có 4.000 điểm rồi. Do đó phải tập trung vào cái thị trường Mỹ. Bây giờ tập trung vào thị trường Hàn Quốc là chỉ gặp mấy mấy đứa rất năng nổ muốn làm. Nhưng mà cái sức mua bên đó nó không bằng sức mua bên Mỹ. Đối mấy đứa là bây giờ một cái người mới muốn muốn bắt đầu làm mà mua 1.000 điểm nó không phải một cái việc dễ dàng. Cho nên mình phải tập trung vào cái thị trường Mỹ. Mình nghĩ nó khó à.
đừng nghĩ nó khó. Mình xem như này là cái việc làm mình, là cái việc mình phải làm, mình cần làm, mình cần kết bạn ở Mỹ, mình cần mời người ở Mỹ. Bây giờ mình biết họ từ chối nữa không sao, cứ mời. Mình cứ xem nó là cái việc làm. Ok, hôm nay tôi đã mời hai người thất bại, xong hết một ngày. Ok. Anh Dương à, em cũng có nói mời mấy người ở bên Mỹ, xong em mời mấy chị ở bên 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 Pháp, thì mấy chị cũng lớn tuổi hơn, thế nên mình nói chuyện bắt đầu là mở màn, đến khi mà giới thiệu là cơ hội thì họ cũng thấy từ chối, cũng họ thấy mình nghĩ mình nhỏ tuổi hơn nữa, cũng thấy khó nói chuyện ở phần đó. Anh nghĩ cái đó là tại em nghĩ thôi, chứ anh mời người lớn tuổi mà bình thường có gì đâu. Em cũng tập rất là nhiều ấy, thật là cái người lớn tuổi hơn thường là người ta không kiểu bắt đầu đến khi mà mình chia sẻ cơ hội thì họ lại nói ồ chị biết rồi, này cũng chị có bạn giới thiệu rồi, cũng thấy họ không không muốn nghe mấy. À, mình luôn luôn phải tỏ vẻ là một cái người tò mò, và thật sự ra mình cũng nên biết. À, chị biết rồi, chị biết như thế nào đã cho người ta trả lời. Tại thông Có người em hỏi là chị có biết về cái ngành này không, chị nói là chị biết rồi, em mới nói bởi vì chị cũng thế, là chị nói là em chị không muốn về cái chuyện này. Ê, em cũng hỏi thế tại sao chị nghĩ cái ngành này nó là như thế nào, chị có thể nói cho em biết được không, chị nói không, chị không muốn nói. à, Gặp gặp phải nhiều người thì người ta cũng nghĩ là cái kinh tế, cái mà gọi là cuộc sống của người ta đủ rồi, người ta không muốn nữa. ai cũng muốn thêm á em, không ai nghĩ là đủ hết trơn. Cái vấn đề khi mà mình nói Đúng. người ta sợ, người ta làm không À. được, người ta từ chối khéo. Cuộc À. sống tôi đủ rồi, thoải mái rồi. Khi mà nói ra cái câu như vậy đó À, rồi. là họ không tin bản thân họ có thể làm được. Anh nói thiệt em, bây giờ một người triệu phú đi ra ngoài đường 100 đô ở dưới đất họ cũng lụm. À, đừng nói 100 đô, 20 đô thôi, 10 đô thôi vẫn lụm bình thường em. Tại vì con người luôn luôn đa nghi, nghĩ mình sợ, không phải nghĩ, sợ mình bị dụ. Ừ, đúng rồi. Đâu có sao, khi mà người ta từ từ chối tùy theo người ta từ chối với cái lý do gì thì chung quy nó chỉ nằm hai lý do thôi. Thứ nhất là không tin tưởng vào bản thân, thứ hai không tin tưởng vào cái ngành này. Còn những người mà nói ô tôi biết rồi, chị biết rồi, chị biết như thế nào, câu chuyện của chị chắc rất là thú vị, chị kể cho em nghe được không? Đúng rồi, cái chỗ này em còn phải học thêm chỗ này. Và người ta sẽ kể cho mình nghe những cái gì, giống như cái câu là gì, anh muốn nghe những cái phàn nàn của tôi là tốt, tôi kể, tôi nói cho anh nghe. Nói khi mà người ta nói thì mình chứ đừng cái chỉ có chỉ nghe nghe rồi, thậm chí có người không nghe luôn nha, để cái điện thoại đó đi chỗ khác. À, khi người ta nói là mình ghi lại hết cái điểm, mấy cái điểm quan trọng. Chẳng hạn như có người nói là công việc này tôi không có thời gian, tôi không có thời gian cho nên tôi làm không được trong công việc trước. Tôi không có những mối quan tôi không có mối quan hệ rộng cho nên tôi làm không được. Tôi không có cái gì đó chẳng hạn, hay là tôi làm cái này ở trên tôi sẽ hưởng hết, vân vân.
Có nghĩa là người ở trên hưởng hết là họ không tin vào cái ngành mình làm đúng không? Đó. Ừ. Mình chính Đúng rồi. mình đính chính lại những cái sự hiểu biết của mình cho họ biết. Là chắc chắn họ sẽ có cái nhìn khác. Quan trọng là sau khi cái buổi nói chuyện rồi, mình sẽ để lại cái ấn tượng khác trong đầu của họ là một con người chuyên nghiệp, làm trong một cái ngành chuyên nghiệp đàng hoàng, chứ không phải như cái mà cái người này đã hiểu nhầm về cái ngành này. Đúng rồi, nhiều người cũng thấy nghĩ là cái ngành này nó thực sự thì ngày trước em cũng nghĩ là nó, em cũng kể câu chuyện của em cho họ nghe, nói là ngày trước em cũng nghĩ là nó như vậy, mà người apply của em mời tới 1 năm chờ em mới đến tham gia, mà em mới vô tìm hiểu, em mới thấy cơ hội là một sự tuyệt vời, em cũng nói cho họ như vậy. Họ cũng thấy là ồ, họ cũng mời họ đến BB, nhưng mà đến lúc là bắt đầu họ cũng đồng ý là tới, nhưng mà gọi đến lúc bây giờ là gọi không nghe máy luôn. Rất nhiều trường hợp vậy. Có tùy theo trong cái câu trả lời của họ nghe nó chắc chắn như thế nào, chẳng hạn như để tôi sắp xếp rồi tôi đi, thông thường là cái đó là cái từ chối khéo chứ không phải là để họ sẽ đi. Để coi sao, tôi rảnh tôi đi, vân vân, những cái đó là họ không không đi. Có người còn nói là chắc chắn 6 giờ em sẽ có mặt, mà là đó là gọi tới lúc đó là gọi ồ em đang bị hỏng xe, em đang bị kẹt xe. Nhiều người cũng từ chối rất là nhiều, cũng họ cũng tìm hiểu xong là họ lại thôi. Sao Người nếu Việt mà Nam mình sau có khi mà họ tìm cái hiểu rồi mà họ vẫn từ chối rồi, ok, đó là mình phải chịu. Tại vì họ cái việc này họ không thích làm, không phải ai cũng thích làm cái công việc này đâu. Chẳng hạn như nói như anh trong cái ngành nail ở Mỹ 10 năm, nhưng bản thân anh đâu thích làm nail đâu, nó vẫn làm ra tiền mà, nó cũng cái nghề đàng hoàng thôi, đâu phải là mình biết tới nó rồi mình phải thích nó đâu. Anh cũng biết gì bác sĩ vậy, bác sĩ gây mê một năm làm một năm cần cả triệu đô, nhưng mà tại sao anh không làm? Luật sư, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, vân vân, biết bao nhiêu ngành nghề khác nhau mà tại sao mình không chọn? Tất nhiên là cái công việc mình chọn mình thích thì chưa chắc người khác cũng thích, nhưng mà cái mình cần là người khác chỉ chịu mở lòng ra tìm hiểu cái công việc mình nó như thế nào, đơn giản vậy thôi, thì sẽ có những người nào đó đi tìm cái mình có. Mà muốn muốn có được cái sự tìm đó đều đặn là mình phải mời đều đặn. Khi mà mời đó, đừng có để cảm xúc là ảnh hưởng, đừng có để cảm xúc ảnh hưởng tới kết quả. Mình mời không phải để người ta tham gia, mời để người ta tìm hiểu. Đúng rồi. Khi mà mình Ngày trước em cũng tập trung vào mời. mời. Em nói đi. Rồi em nói. Ngày trước em cũng mời rất là nhiều người, kiểu mình gọi như là tâm đắc về cái người này người kia chắc chắn là sẽ làm ấy, kiểu họ Không. đã tìm hiểu rất là lâu, họ tìm hiểu kỹ mà họ hầu như là cho họ vào nghe webinar thường xuyên rồi, nhưng mà tới khi gần nói là mình chốt hợp đồng thấy họ lại thấy sợ, thì thấy nghi ngờ bản thân họ không sợ không làm được á. Rất là nhiều trường hợp cũng người thân của em là nhiều, mình thân bạn bè, thành ra bây giờ ai cũng thấy nghi ngờ bản thân họ không làm được. Bây giờ em thấy ai cũng em thành ra một mình không có bạn bè chứ, bây giờ phải gọi như là tìm lại từ đầu tất cả các bạn, gọi là làm mới. Xin chào, cho hỏi bạn ở đâu á? Ở Hàn Quốc hả? Vâng chị. Sorry nãy giờ không có nghe được. Cho hỏi tên gì ha? Quân tình. Em tên Quân ạ. Tên Quân hả? Em vô đây lâu chưa? Em tham gia được lâu chưa? Em cũng được 5 năm tháng rồi chị. 5 tháng rồi hả?
em cũng tìm hiểu 5 tháng. Chị mới nghe nãy giờ em chia sẻ cái đó, Đúng rồi. nếu mình hiểu ngắn gọn á, cái thứ nhất trọng tâm đây là một cái nghề kinh doanh chứ không phải là nghề nữa, nhưng nếu mình hiểu thấu á thì kinh doanh này á thì thật sự là cũng giống như công việc, thì không phải ai cũng thích hợp, Đúng rồi. nhưng mà vì người Việt mình ở đây Đúng tham rồi gia chị. rất là nhiều, và khi mình hiểu được Đúng rồi. cái vai trò và những người đã cùng bước chân đi trong cái ngành nghề này á, thì mọi người đều có được một cái chí hướng mà rất là lớn. Mà chị thấy lâu nay thì cái thứ nhất chị nói cái này là để an ủi em, để em Đó chị. đỡ phải giống như kiểu gọi là những mất lửa đó, thì cái đó là cái cảm giác chung chung của Rồi. tất cả các anh chị em, nhất là những người mới vào, Rồi chị. thậm chí nó có những anh chị Rồi. làm cũng lâu rồi, cũng có chức rồi đó, nhưng mà nhiều người người ta vẫn bỏ, là cũng có thể là do khi mà mình hiểu được cái công việc này á, sâu xa hơn nữa, thì cái bền á là nó nằm ở trong cái tâm của mình, trong cái kiên nhẫn của mình, thì mình hiểu như thế nào thì mình mới đi xa được hơn. Rồi chị. Với lại khi mà mình đã bị mất cái trường hợp mà dạng như mình mời theo chị nghĩ á, em mới nãy em mới vừa nói là nhiều người cũng có tham gia, nhưng mà sau sau này là người ta bỏ, thì cũng có thể là do đội nhóm hoặc là do không được làm việc chung với đội nhóm á, thì đâm ra nó cũng làm cho mình mất lửa rất nhiều, và cái động lực đó nó cũng làm cho mình không 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 biết bắt bằng cách nào để mà giúp đỡ đội nhóm cùng 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 vững vàng hơn, em biết không? Cho nên là có Vâng. thể là sau này bên châu Âu á, cũng bền là nhờ sự xuất hiện của John, là tại vì Thắng là một người rất là, phải nói là chị không biết nói thì sao, Kiên trì thì đơn phải giản nói là là kiên trì. phải sâu xa hơn cái từ kiên trì nữa em, tại vì một phải nói là một mình Thắng nó như là bơi lội giữa 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 trời châu Âu. Em cũng nghe rất là nhiều chị, em nghe anh Thắng hầu như là kho phần kho nào của anh ấy, em nghe lại phần sau lâu ở bên Mỹ, bên châu Âu em nghe rất là nhiều, nên là mỗi lần em mắc lửa hay bị ai từ chối hay bỏ cuộc em đều vô đó nghe để em lấy lửa. Em nghe trong đó thì có một phần là em cảm thấy một điều, đó là cái trong cái webinar từ trước tới giờ giống như một cái nhà thương mà cho những ai mà mắc lửa mà vô đó mà cảm thấy là có lửa ở trong đó, nên là em vẫn làm đến bây giờ và tiếp tục kiên trì, em sẽ không bỏ cuộc bởi vì là em thấy cơ hội nó quá lớn. Tức Chính là xác, ngày chính xưa em cũng là Dạ, cái chính đó em biết không? Nếu em như mà theo theo chị thấy là cũng là một người có đi làm một kinh doanh rồi, cũng biết là rất vất vả. Em cũng nghĩ là vì cũng đặt cho mình một cái quay, đó là vì cái vì ba má em khổ quá nên bây giờ em muốn làm. Thực ra quê của em thì ở Hà Giang, nên là ở vùng đất núi đá, đâu có được như ở dưới thành phố đâu chị. Nó khổ quá thì em cũng may mắn là được tìm hiểu được cơ hội này. chị nghe em tâm sự thì chị hiểu. Em là em ở bên này em cũng đi, cũng hầu như là ngày nào em cũng đi chia sẻ mà cũng đi rất là nhiều lăn lội để đi. Có lúc là em thấy là bên bên này có người em tạo nên một cái lượng bạn bè người thân em rất là nhiều, nhưng mà sao em đi chia sẻ xong rồi bắt đầu người ta nghĩ là cái ngành này nó xấu xa, nó không tốt đẹp, người ta lại bỏ. Xong rồi người ta nghĩ em sao lại xa lánh, là nó em cũng thấy à, Hay buồn. cũng kiên trì không không muốn từ bỏ Cái chính bởi là vì như thế em này nè Quân ơi,
Dạ. À, bây giờ á, chị hiểu được cái tâm trạng của em thì ở ở đây hầu như các chị em nào đã tham gia rồi đều từng trải qua những cái cảm giác đó. Nhưng mà bây giờ chị khuyên em một cái để mà an ủi và động viên mình thiệt lớn, tức là những cái mối quan hệ cũ của em á mà em chia sẻ cho họ, họ từ chối hoặc là họ tham gia rồi nhưng mà họ bất mãn hay là vì một cái lý do nào đó họ bỏ, phải rất bình thường với những giữ lại bình thường, có nghĩa là cái quan hệ của em hồi trước làm sao thì bây giờ em cũng phải vậy, nhưng mà cũng có thể là để cho người ta. Em biết rồi, chị Hòa cho em xin lỗi cho em cắt cái xếp. Trong cái quá trình mình làm việc đó, có thể là mình đã từng làm một cái gì đó mà để cho cái người ta là cái người bạn của mình, thứ nhất là hiểu nhầm cái ý của mình, có nghĩa là thay vì mình đang giúp cho người ta mà người ta hiểu nhầm là mình là người ta đang giúp ngược lại cho mình, nghĩa là họ nghĩ mình lại Đúng rồi, chính xác. cái thứ hai đó là trong cái ngành nghề mình làm sẽ có rất là nhiều người làm cái mình gọi là lợi dụng cái ngành này và muốn làm giàu nhanh, gọi là muốn hốt một cái mớ tiền nhanh, rồi sau đó họ nhảy qua công việc khác họ làm, cho nên họ đi ra ngoài họ chia sẻ, họ không có ngại gì, họ cứ nói đó, họ gọi là nói láo vô tư luôn đó. Anh thì tới tới ngay cái thời điểm này có rất là nhiều người tham gia và bỏ cuộc, nhưng mà anh vẫn nói chuyện với những người đó, và thậm chí họ không làm, những anh chị em mà tham gia và không làm vẫn trở thành bạn, mà có thể nói là bạn còn thân hơn hồi trước nữa. Chính xác là vậy. Dạ. Tại tại vì khi mà trong cái quá trình mà anh làm quen với họ, trong cái quá trình mà đưa họ vào cái new skin, khi mà họ không là xin lỗi cho anh, xin lỗi anh cho anh, là cái công việc này nó không có phù hợp với em cố gắng làm lắm rồi mà em làm không được, bởi vì bây giờ là em không thể nào em tập trung tiếp tục được nữa, bởi vì cơm áo gạo tiền hay cái gì đó vân vân, bất cứ nhiều nhiều mỗi người mỗi lý do khác nhau. Và khi mà những người này bỏ cuộc, họ đơn thuần là họ chỉ bỏ công việc làm, mà bỏ một cái việc kinh doanh họ bỏ thôi, chứ không phải là bỏ một người bạn. Tại vì trong cái quá trình khi mà làm việc cộng tác chung với nhau là đã xây dựng được cái mối quan hệ, cũng giống như bây giờ anh với Hương với Mùi, những chị em bên bên Hàn Quốc cũng vậy, là cho dù nếu như mà có bỏ cuộc đi nữa thì cũng vẫn còn là bạn, chứ không phải là bỏ cái là cắt đứt dây là coi như xong hết, giống như là như lan cắt đứt dây chuông Dạ đúng đó. Đúng rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng nghĩ là em chỉ thấy là những người trong cuộc người ta nhìn thấy cơ hội thì người ta mới biết thôi, còn thực ra mình đúng đi chia đúng đúng sẻ, việc mình chia sẻ thì mình vẫn chia sẻ, ai nhận được cái cơ hội này thì rất là, ai hiểu ra cái cơ hội thì là điều tuyệt vời nhất. đúng 100 người đâu phải 100 người tham gia chị. rồi. Dạ. Chị nghe cái giọng em tâm sự, chị chắc chị nhìn được cái lòng của em á. À, đúng, tiếc tiếc em tiếc thì là em nếu nhìn em nhìn nhìn thấy con đường đi phía trước của em còn phải rất là dài, nên em cố gắng là em cũng muốn là 1-2 năm nữa là em ra làm full time với toàn thời gian với Nu Skin. hiện tại bây giờ em vẫn còn làm công việc khác hả? Vâng, hiện tại em làm là em làm 10 ngày 1 tiếng trong công ty, không là em dành ra 2 tiếng trong ngày để em làm việc với Nu Skin. Sáng thì em chỉ có dậy ra là em thức sáng đọc sách để nghe CD, xong là em nuôi dưỡng cái lửa của em nó không bị mất đi. Đúng, Xong chính là xác em. Chị chiều nói tối trước em mắt lại gặp á. anh chia sẻ. Dạ, chị nói cái lợi nhuận trước mắt mà em biết được trong cái công việc này á, là người Việt mình bồi dưỡng tinh thần thể chất cho nhau rất là đậm đà, mà ở ngoài mình không tìm thấy được. Đó, cái chính là mình hiểu được cái công việc này á, thực sự là chắc chỉ có Nu Skin quá à, chị thấy vậy. Em cũng may mắn là em gặp Nu Skin lần đầu tiên. Nếu mà em gặp Amway hoặc là
Ôi gì đó chắc là em cũng kinh doanh, bởi vì em là có con người máu lửa kinh doanh đó. Em con người thích thích đam mê kinh doanh từ nhỏ đến giờ. Em lúc em học đến lớp 7, lớp 8 thì em cũng muốn bỏ học đi để kinh doanh rồi đó. Trời ơi, vậy giỏi Đến quá. đến Vậy là nếu như mà cái tư tưởng của em mà là tư tưởng của em mà là kinh doanh đó, thì bảo đảm là em rất là sắt đá. Chị nghĩ vậy. Tại vì người mà kinh cũng doanh chỉ á, là chỉ suy nghĩ là lúc nào cũng chỉ có lòng kiên trì. cái mà thực tế không bao giờ thay đổi được Chị biết là em bỏ hết rồi đó. nè, 1 3 5 7 này nè, cái công thức này không bao giờ thay đổi được. Năm đầu tiên mình coi gọi là nhát nhát mình làm nhát Đúng mình, rồi. là mình gọi là lúc này là mình, cái lúc mà mình vừa học vừa làm nó là vừa học nè vừa làm. Khi mà mình vừa học vừa làm, cái sự khác biệt trong cái công công việc này, trong cái kinh doanh này đó, mình vừa học vừa làm mình vẫn làm ra tiền, chứ không phải là trong cái ngành truyền thống là để tôi đi học 4 năm, trong tay tôi có tôi trở thành dược sĩ, nha sĩ, kỹ sư, hay là thư ký văn phòng ở gì, bất cứ cái gì đó vân vân, mà mình cứ học bốn năm liền, rồi sau đó mình đi làm, rồi mình đi làm mình vẫn được số lương gì đó vân vân. Chẳng hạn như là bên Mỹ này trung bình đó là 4 năm đại học thì đi ra ngoài làm được khoảng 32 cho tới 35 ngàn năm, 32 35 ngàn năm nha. Thêm 2 năm nữa đó là cái năm này là mình thật sự mình làm nè, trong năm này mới là làm nè. Là tại vì đó, sau khi 1 năm là cũng giống như anh bây giờ đó, sau khi một năm anh thật sự anh mới hiểu rõ cái ngành này nó là cái gì và cách làm như thế nào, thì cái lúc này là lúc anh bắt đầu làm thật sự, là năm thứ hai và năm thứ ba đó, nghĩa là ở giữa từ 1 tới 3 nè. Đó là mình cái này mình gọi là mình hoàn thiện những cái kỹ năng mình đã học được, vừa học vừa làm mà. Nhưng mà cái giai đoạn mà trong cái 1 năm này nè, tùy theo từng cá nhân, có nhiều người trong cái giai đoạn này họ kéo dài 5 năm, có nhiều người kéo dài 5 năm. Cho nên mình muốn 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 nhanh hay muốn chậm là tùy mình, tại vì cái ngành, cái công việc của mình nó có những cái kỹ năng căn bản mình cần phải học. Chẳng hạn như nè, kỹ năng căn bản trong cái ngành này mình là gì, mình đó là network marketing, nghĩa là mình là những con người đi xây dựng một cái mạng lưới. Thì trong cái mạng lưới này, từng cái mắt xích trong cái mạng đó nó là những con người, cho nên mình phải học cách làm việc với con người, và đặc biệt là phải học cách làm quen với con người. Mình không làm được cái việc đó là cái thời gian đó mình nó có thể kéo dài xuống tới khoảng 7 năm luôn, nó có thể cái dài hơn nữa. Ở bên Mỹ này có một cái bà tên là Aileen William. Hiện tại bây giờ bà là team elite, bà là apply của Dean đó. Thêm một tí. À, nhưng mà bà mất tới 12 năm lận, chứ không phải là 1 năm. Bà mất tới Nhưng mà 12 năm bà bà ở vị em trí cũng là nghe latest, nghe 12 năm. 12 năm. Có nghĩa là 12 năm sau bà mới ngộ ra được cái MLM đó là cái gì. Vậy 12 năm nha. chắc À. vậy chắc cũng cỡ chắc chị cũng cỡ đó đó, tại vì chị thật sự là chị không biết cái này là cái gì luôn, mà kinh doanh thì còn chưa có phải như bạn làm ở ngoài đời kinh doanh nữa, mà thì cái này chắc chị cũng phải trả giá cỡ đó Thắng Tùy theo cái sự quyết định của ơi. mình, cho nên cái bây giờ đó cái mình cần nè là kết nối, đúng không? Cái kỹ năng căn bản trong cái ngành nghề mình làm đó là kết nối con người lại với nhau, làm việc lại với nhau, đặc biệt là bản thân mình phải làm quen nhiều người mới và làm quen liên tục.
Làm quen với con người, làm quen với con người không khó, và đặc biệt á là con người của mình á, bất cứ việc gì mình muốn làm nha, bất cứ việc gì mình muốn làm đều mình đều có thể làm được cái việc đó. Mình có một cái bộ não có thể nói là có 102 trên cái thế giới này, con người mình đó. Ngoại trừ những người mà gọi là sinh ra bị bệnh liên quan tới não mà sử dụng không được cái này, hầu hết ai cũng làm được hết. Tại giống như bây giờ Quân nè, Quân từ lúc mà sống ở Việt Nam và một chữ tiếng Hàn cũng không biết, Mùi cũng vậy, Hương cũng vậy, ai mấy mấy chị em bên bên Hàn Quốc ai cũng giống nhau hết. Bản thân anh ngày xưa cũng vậy, khi anh đi qua Mỹ gặp người Mỹ là coi như là chỉ có nước là trốn thôi, tại vì mình rất là sợ người ta nói chuyện của mình không biết cách trả lời lại với người ta. Nhưng mà cái đó là thật Đó đúng đó. à, rồi Đúng đúng rồi, em cũng thấy là thật. vài vài tuần sau thôi, chứ chưa đừng nói là vài tháng, có nhiều cái vài tuần vài ngày thôi, tự nhiên mình nhìn mấy mặt Mỹ thì bắt đầu thấy nó quen quen à. Xong rồi bắt đầu xem phim Mỹ. Mình cái này là cái mà đặc biệt cái bộ não con người mà mọi người không biết nè. Con người mình đó, mình có thể nói là mình sáng tạo ra thì dở, nhưng mà mình sao chép rất là hay. Con người mình đó, đặc biệt là người Việt Nam, sao chép đồ là rất hay, rất nhanh luôn. Cho nên đó, cái này nó rất bình thường, tại vì đó là cái cách bộ não nó làm việc. Trong đầu của mình á, những cái neuron á, những cái phần tử nhỏ nó coi như là nhỏ nhất trong cái nó là một cái atom. Và mình nếu mà mình nhìn một cái người nào đó làm một cái việc gì đó, mình nhìn đi nhìn lại, nhìn đi nhìn lại một thời gian là mình sẽ làm được cái việc giống như cái người kia làm. Thực tế luôn đó. Giống nói như em nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày xưa em bây giờ làm những cái việc nặng nhọc, em đi làm với thằng bạn em thì em nói là hầu như không phải là em nói, người khác nói em nghe thì em tao nói thật luôn, em là một coi như mọi người coi là một công tử bột, có ngày chỉ biết học thôi không biết làm. Nhìn là biết rồi. Thì em mới đi với thằng bạn em, nói là mày, tao tin tưởng cái gì mày làm được tao làm được hết. Thì em đi làm với nó là em đi đóng 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 gỗ làm nhà luôn đó nha. Và nó nói ok nếu mày muốn làm tao chỉ. Em đóng em trong tay nghề của em trong vòng 3 tháng mà tương đương nó đi làm nó đi làm là 5 năm trời. Tại vì cái sự khác biệt là mình quan sát và mình học cách làm của nó. Nó mặc dù á là kinh nghiệm 5 năm nhưng mà thực tế ra đó chỉ sau 2 năm là nó không còn cố gắng học thêm nữa, nó không còn hoàn thiện nó nữa. Nó chỉ tới đó nó ngưng rồi nó không chịu học thêm nữa. Và những cái giống như là dĩ nhiên làm nhà nó cũng có những cái kỹ xảo trong đó. Những cái căn bản và những cái kỹ xảo, và cái căn bản học học rất nhanh. Và những cái kỹ xảo mình gặp mình tới đâu mình gặp tới đó thì mình hỏi nó, ồ thì ra nó vậy 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 rồi mình làm thôi, mà mình nhạy nhạy bén rồi bắt đầu mình phân ra mình nghĩ cách làm sao mình làm nó nhanh hơn, giỏi nhanh nhanh hơn, đẹp hơn chẳng hạn. Rồi cái đó là nói về làm sàn nhà bằng gỗ nha. Cái em nói ok bây giờ học được rồi, bây giờ tao nói mày, tao mày đừng buồn nha. Giờ bây giờ tao đi học thêm một cái nghề khác nữa là em đi lót gạch với sàn nhà. Mới đầu mình nghĩ lót gạch khó lắm, cũng may mắn là gặp được người chịu chịu dạy nghề nó. Cái bây giờ em rất thích lót gạch, thì trong tương lai cái nhà của em có thể là làm bằng gạch. Mình nói ổng vậy thôi, nó ok bây giờ nếu mà em muốn học thì anh chỉ. Em học lót gạch trong vòng 3 ngày xong lót gạch. Cái quan trọng là mình chịu học hay không thôi à. Mình
cái và mình nhìn người ta làm rồi mình đẹp vì biết cách mình bắt chước theo, đó là con người mình đó. Mình tự sáng chế ra thì khó chứ mình bắt chước người khác thì dễ lắm. Đúng rồi. Bây giờ nói làm webinar, nó làm BB, cái này thì cái kỹ năng này nó cần hơi lâu một tí, tại vì nó cần kiến thức. Em thấy anh Điên làm thì em cũng giống hệt như những lần trước thôi, em nói ok bây giờ anh làm như thế nào em sẽ làm như thế đó, giống hệt, và đi theo anh làm gì mình làm đó. Và lúc mà anh ngồi anh soạn mấy cái bài PowerPoint anh nói ok bây giờ anh soạn như thế nào anh cho em xem đi, rồi anh soạn bài mình thấy ok bây giờ thì ra nó đơn giản dễ vậy thôi. Cho nên là có được ngày hôm nay. Và cái ngành của mình là gì? Ngành sao chép, đâu có sáng chế là gì mới đâu. Cho nên là trong cái năm đầu tiên, là thứ nhất là mình ha, cái này là cái quan trọng nè. Đã đó là mình sao chép đúng không? Mình sao chép thì phải có cái người nào đó, có cái kết quả nào đó mình mong muốn có được từ người đó thì mình mới sao chép của người đó. Trong cái new skill mình có vài anh chị leader giỏi mình có thể sao chép, chẳng hạn như là từ anh Dean, từ chị Terry, anh Dean, chị Phượng Lê, anh Lành Cao, anh An, anh Tony Tạ, ai nữa ta, anh Andy Lau, anh Tuấn Nguyễn, anh Kiệt, vân vân, rất là nhiều người. Và những người đó họ đều có những cái thành công cố định và cái phương pháp họ làm để họ đạt được những cái thành công đó. Mình hãy tự hỏi mình muốn sao chép người nào. Bây giờ mình nói ở Việt Nam có chị Bích Nga, có chị Minh Nguyệt, có anh Hà Lam, có những anh chị leader khác ở Việt Nam. Và mình hãy xem coi mình muốn sao chép của người nào. Em ngay từ đầu rất chuẩn là em muốn sao chép những cái kết quả của anh Điền, sao chép cách làm của anh Điền. Bởi vì em muốn sao chép cái cách làm của anh Điền, và khi mà em bắt tay vào làm em làm không làm cái cách của anh Điền cho nên mình làm không được. Thì cái năm đầu tiên này nè, thứ nhất là mình học kiến thức MLM, kiến thức về cái ngành này. Mình làm ngành nào mình phải hiểu ngành đó chứ. Cái thứ hai là cái hệ thống, hệ thống thực tế ra cái hệ thống số 7 nó cũng tinh tí mà tính ra nó cũng rất căn bản, nó không phải. Tại vì mình vào cái công ty đó là anh xem rất là nhiều tài liệu của nhiều công ty khác nhau và có thể nói giống nhau hết, không khác biệt, gần như giống nhau. Chẳng hạn như làm cái nghề làm bánh thì trong cái bánh đó nó có những cái thành phần nào trong cái bánh để làm ra cái bánh đó. Làm trong ngành nail, trong ngành mai, trong ngành gì cũng vậy, nó có những cái bước căn bản mình phải có. Và trong ngành của mình đơn giản là chỉ làm ba việc thôi, nếu mình nhìn vào trong hệ thống số 7 nè. Cái quy trình làm việc đó, cái việc đầu tiên mình cần có là mình kết nối làm quen được mình với con người. Việc thứ hai mình mời. Việc thứ ba là những người mình mời họ họ tò mò, họ quan tâm, họ muốn làm thì mình hướng dẫn họ làm quen với bạn và hướng dẫn họ mời 1 2 3, 1 2 3, 1 3, liên tục như vậy đó. Đó là làm giống như là cả năm trời anh học để anh bỏ bớt chứ không phải học để thêm. Nguyên một năm học rất nhiều nhưng mà cuối cùng mình làm những việc làm thì nó càng rất căn bản, tại vì trong cái ngành mình đó nó phải căn bản người ta mới sao chép được. Khi mình vào nó vào cái này một cái môi trường học hỏi, mình học rất là nhiều, học từ người này học người kia tùm lum học hết đó,
nhưng mà cuối cùng phải bỏ, phải gạt bỏ ra hết. Nó trở thành một cái căn bản, chỉ căn bản đến mức độ là chỉ cần một một ngày mời hai người đều đặn, đều đặn, đều đặn, đều đặn và đều đặn. Dĩ nhiên trong thời gian sau này nữa, tại vì những kỹ năng căn bản mình cần có nè, kết bạn mời ha. Thì trong cái năm nay những bây giờ những cái nào mà mình yếu mình cần phải học. Nếu mà nói về làm quen, mà làm quen không được, cái quyển sách hay nhất nên đọc là cái quyển Đắc Nhân Tâm. Trong Đắc Nhân Tâm nó có 6 cách tạo thiện cảm, 6 cách Đúng tạo thiện cảm. Nếu mình trong vòng thời gian rất ngắn nha, cái 6 cách đó nó sẽ giúp mình làm quen một người mới dễ dàng hơn, và người ta nói ồ thì ra Quân là một người rất thú vị để mình thấy nói chuyện với Quân. rồi. Yeah, 6 cách đó đó. Biết khen, biết Cho khen, nên nếu mà ai đọc qua biết Đắc Nhân Tâm khen mà không biết sáu cho cách tạo thiện người cảm là biết cái được. gì là nên đọc lại. Có nhiều người nói ô tôi biết Đắc Nhân Tâm mà, ủa vậy sáu cách tạo thiện cảm đó là cái gì, cách thứ nhất là gì, cách thứ hai là gì, không biết. Chị phải học lại, bữa giờ nghe rồi giờ lại quên mất À, rồi. như vậy đâu còn là học nữa đâu, đâu đâu Em đâu nghe quên, nghe rồi quên hết trơn dạ rồi. Chẳng hạn như em nói có thói xấu là em không bao giờ chép lại. rồi chẳng hạn như cái nữa nè, cách nghĩ để thành công. Những người thành công nhỏ nhỏ, thành công lớn, thành công vĩ đại đều có, những người thành công vĩ đại nha đều có 13 tố chất của một người thành công. Mà ông Napoleon Hill mất cả đời, cả cuộc đời của ông để ông phỏng vấn những người thành đạt, những người mà coi như là mình gọi là những người vĩ đại trong cái thời đại của Thành mình đó. công. Nó nằm sẵn ở đó trơn, là tại con người mình không chịu học. Nói ô tôi đọc cách nghĩ để thành công rồi đó. Vậy 13 tố chất của một người thành công đó là gì? Cái đầu tiên là gì, cái thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ tư là gì, không biết. Mình muốn thành công giống như họ thì mình phải có những cái tố chất ở trong con người của mình. Giống như cái câu gọi là nếu như bạn sao chép được tư duy của một người thành công, bạn sẽ sao chép được những thành quả của họ đã đạt được. Và 13 cái tố chất đó mình cũng chả biết. Như vậy thì phải nên đọc lại cái quyển sách đó. Chẳng hạn như nói về tiền, luôn luôn túng thiếu, không không thiếu hụt, không có mua được cái này cái nọ, tại vì mình không học được cách quản lý tiền Chắc là cái khoản này là cái khoản xấu của chị đó. Thì nó có một cái quyển sách nữa có dạy mình, quyển sách này tên là Người Giàu Nhất Ở Thành Babylon, rất nổi tiếng quyển sách này. Thì trong này nó có 7 cách. người giàu nhất Babylon ha hả Người giàu em. nhất ở thành Babylon. Ok, cái đó có audio ha. Có, nhưng mà nghe audio chị nghe là nghe để nó vào cái tiềm thức mình thôi, chứ chị phải cần nghe thời gian rất dài. Không có sách, Để không có sách rất là khó. Chị sách nó có, chị cứ gõ trong Google là ra Người giàu nhất thành Babylon, The Richest Man in Babylon. Cho nên trong cái năm nay đó, đừng có tập trung vào quá nhiều. Tập trung đã nói là tập trung thì nó chỉ cần nó phải là một, chứ không phải là một con mắt mình mà đâu có thể nào mình làm nhìn một lần nhiều thứ được. Bây giờ qua webcam nè, bên tay phải em cầm cái điện thoại, bên tay trái em cầm cái ly cà phê. Đã nói là tập trung thì mình chỉ nhìn được một là cái điện thoại, hai là cái ly cà phê, chứ đâu có thể nào nhìn hai cái một lượt được, gọi là tập trung. Cho nên á, đúng rồi, tập trung. những kỹ năng căn bản trong cái ngành network này, nếu mình không có mình phải tập trung học nó. Chẳng hạn như cái năm vừa qua của em đó là em tập trung vào một công việc, một cái kỹ năng chứ lộn, cái kỹ năng đó là kỹ năng kết nối, làm quen với bạn bè mới.
Bởi vì vậy em mới có thể hướng dẫn mọi người cách bạn được là như vậy. Tại vì mình biết mình làm cái gì. Sáu cách để làm thân với một người đã chưa qua. Sáu cách. Cái đó là em chia sẻ với chị nhiều lần, chị có ghi lại nhiều lần luôn đó nha. Đúng không? À. Bây giờ trong tới cái năm 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 cái năm thứ hai này của em là em sẽ học cách mời. Bà đã nói là mình học cách mời, giống bây giờ học cách mời, người nào nói cái gì liên quan tới mời em sẽ học. Quyển sách nào có nói cái gì liên quan tới mời em sẽ học. Mời đúng, mời sai, mời như thế nào, ai đó đã mời đúng như thế nào, ai đó mời sai như thế nào cũng học luôn. Đúng rồi, không phải đúng không nhưng mà cũng học được cái Ừ. sai nữa. Và từ cái năm thứ hai và năm thứ ba đó chỉ có làm và làm và làm. Còn nếu như trong trong cái năm đầu tiên mình vào mà mình muốn cái thời gian cái năm thứ nhất này rút ngắn lại đó, thì cái làm này nó đi lên đây. Cái ngành mình nó khác với cái ngành nghề khác là mình vừa học vừa làm, vừa học vừa làm, vừa học vừa làm, đi đều như vậy đó. Cứ học và làm, học làm, học làm, học làm, mình leo từng nấc thang mà, học và làm, học làm, học làm, leo lên. Nghề dạy nghề. Bây giờ nếu như chị mời liên tục, chị mời 1.000 người, cứ mời 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 đúng mời sai vậy không biết, chỉ cần mời thôi. Mình đi tiệm mình gọi là mình tất cả đều là bài học mà nha, mà mình cứ mời liên tục như vậy ra thì chắc chắn trong 1.000 người đó thế nào cũng phải có tối thiểu là vài trăm người chịu xem cái video, chịu xem một cái đường link hay là vào trong cái webinar để tìm hiểu. 10% thôi. Ừ, 100 người cũng được. Trong 100 người đó không lẽ không lọt lại chị cho chị làm 10 người hả? Mình cần 10 người thôi. Là năm nay chị có thể lên được là gì? 10 người. Diamond đúng không? Blue Diamond còn 12 lượt. Đó. Như vậy thì năm sau chắc chắn là mình sẽ làm, không làm chưa làm giàu nhưng mà 10.000 đô đều đặn mỗi tháng thì có thể được. Và cái năm thứ năm nè, năm thứ năm cái này năm Mỹ này, cái trong cái chữ nó gọi là mastering your skill, nên là mình đã tinh thông cái kỹ năng của mình rồi đó, là năm thứ năm mình cần 5 năm để mình rèn luyện ra một cái tay nghề. Tay nghề giỏi còn ít nhất phải 5 năm chứ đâu tự nhiên vào 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 nghề tự nhiên mình giỏi. Nói À, thì 5 năm 5 năm sau trong cái quá trình 5 năm này nè, có những người rút ngắn lại cái đoạn đường này. Công thức nè ha, năm mình gọi là một nè, ba nè, năm nè, bảy, ok, một ba năm bảy. Thì bây giờ á, nếu như một ngày mình làm 4 tiếng thì 7 năm sau mình sẽ có 10.000 giờ mình thực hành. Cái này là giờ nha, đó, hour. 7 năm sau. Bây giờ nếu một mỗi một ngày mình 8 tiếng thì con số này nó còn 3.5. Và đây đây là tại sao mà anh An nè. Anh An là trong 3 năm rưỡi lên được team elite 4 sao và làm được 1 triệu đô la đầu tiên. Tại vì anh An không phải là một ngày 4 tiếng.
tùy theo mình thôi à. Công thức nằm cái gì cũng phải. Dạ công thức là đây, nhưng mà tùy mình có làm bao nhiêu giờ thôi. đúng rồi, làm cái gì nó cũng phải có sự trả giá hết. Ừ. Dạ đâu phải ai học một cái là đứa trẻ mới vô đi học giờ, đứa trẻ 10 tuổi giờ đi nó vô nó lấy nó học được cái bằng đại học đâu, Ừ. nó cũng phải rèn luyện nằm mới được một cái bằng đại học. Đúng rồi. Mình học nghề hoặc thể thao mà muốn 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 cầm muốn muốn bưng một cái cục tạ bao nhiêu ký đó, đâu phải mới vô tập lập bưng liền. Bây giờ nói đâu xa, đứa con của chị là nó nhỏ xíu à, nó mới có 10 tuổi thôi, nó chưa bao giờ nó chơi những cái trò chơi mà nhảy đầm mà giống như bây giờ tụi nó là hip hop mà kiểu kiểu múa múa dưới đất rồi gồng người lên đó. Ảnh cũng muốn, ổng cũng chống chống tay xuống dưới đất rồi ổng nghiêng người rồi ổng ui ổng làm tập luyện nói chứ thứ trời, đúng không? muốn học đàng hoàng chứ đâu phải muốn thấy người ta làm được là con cũng làm được đâu, Ừ. đơn giản nhất. À, cho nên cái này là cái mọi người rút ra bài học nha. À, bây giờ Hương cũng vậy, Quân cũng vậy, là khi mà mình đi ra chia sẻ với người khác à, thông tin mình trao vừa đủ, là bởi vì họ còn rất là mới, mình trao rất là nhiều họ sẽ không hiểu. Và con người nó ngộ lắm, cứ luôn luôn là muốn thêm. Con người là bản bản tính con người là tham. Ồ, họ nghĩ là tại sao cái ngành này sao anh đơn giản anh chia sẻ tôi chút xíu vậy, rồi mình ngồi đó rồi mình ngồi cố gắng mình nói thêm, mình nói thêm mấy cái ngành là đơn giản nó chỉ vậy thôi đó, mình nói người ta vậy đó. Tại vì khi bắt tay vào làm việc đó, thông tin mình cũng trao cho họ vừa đủ tới cái khả năng của họ có thể biết thôi. Lớp mẫu giáo là vậy, lớp mẫu giáo lớp 1 là lớp lớp 1, lớp 5 mà lớp 5, lớp 10 là lớp 10, đại học là đại học, không giống nhau được. Không thể nào lấy cái giờ lấy quyển sách của đại học mà dạy cho mấy đứa lớp 1, lớp 2 làm sao hiểu được. Và đây có thể nói là hầu hết những người mới đều làm, tại vì những người mới bản thân mình ha, là khi mà mình quá năng nổ, mình quá phấn khởi, cái mình bắt đầu mình tìm những thông tin, mình học thêm, rồi mình đi ra ngoài mình chia sẻ, mình sợ người ta không tham gia rồi, hay là mình sợ người ta không có vào webinar nghe, hay là không đi được meeting không cái gì đó, rồi mình ngồi đó mình chia sẻ hết luôn, rồi cuối cùng là ủa tôi biết hết rồi tôi còn đi chi nữa. Mình mời là để cho cái người khác trao thông tin, chứ đâu phải là mình mời để mình trao thông tin đâu. Bây giờ nếu như là Quân á, Quân mời người bạn của em để anh có thể làm cái BB cho em, thì anh là người trao thông tin chứ đâu phải em, mặc dù anh có thể trao thông tin giống hệt như em, đúng không? Đúng rồi. À, cho nên á, có nhiều người khi mà mời bạn của mình, bạn bạn mình mà chưa đi cái BB chưa gì hết là đã biết hết từ đầu tới cuối luôn rồi. Ừ. Mình phải biết lắng nghe nhiều hơn là để người ta nói, lắng nghe người ta nói nhiều hơn là mình nói. Ừ. Nào. Bây giờ nó có bốn cái này nè. Ai sắp xếp theo đúng cái thứ tự này có thể làm được này này nha. Mình mới học luôn, coi như là bài tập. Lắng nghe người ta cần gì và muốn gì À. thì mình mới có thể là. Bây giờ là này là trình bày nè. Quyết định nè, chốt nè, gì nữa quên mất tiêu rồi.
thứ tư nữa, tự nhiên là anh đang quên cái thứ tư rồi. Chốt đồng quyết định mục tiêu không phải, không phải tự nhiên quên ngang ta, trình bày quyết định có chỗ ha, tự nhiên quên ngang cái này rồi, một hai ba bốn. Như cái này của Hà Lan phải không? À không phải, tại vì cái này đó thông cái này là mình học cái cách bộ não con người mình nó hoạt động, tự nhiên quên cái số 4 rồi, cái thứ tự này là nó không đúng nha, thứ tự này không đúng. Mày quyết định chút. Hình cái tại nghe để em xem lại cái này, tự nhiên quên ngang cái này. Thôi em ngành nói chuyện khác. Nhưng mà cái này em sẽ cho mọi người phải làm cái này, cái homework này, rồi nó sẽ có cái lý do phía sau, tại vì đó trong đầu của mỗi người mình ha, cái bộ não con người mình nó hoạt động khác nhau, cho nên đó mình rất là cần cái phần này, tại vì có nhiều người nghĩ đó là sau khi trình bày mình mới chốt người ta, Đúng rồi. có nhiều người nghĩ rằng phải phải có quyết định trước khi chốt, hay là chốt rồi mới quyết định làm, vân vân cái gì đó. Và khi mà mình hiểu được cái trình tự, được cái bộ não mình nó hoạt động như thế nào, trong cái phần này em phải gì em phải xem lại nha, nó em không có sure là cái ngay cái chỗ này á, là nó mình phải tạo cái sự tò mò nè, và mình phải sắp xếp lại theo thứ tự như thế nào, theo theo cái cách của con người của mình, tại vì có thể là đối với Quân ha, Quân là phải tạo sự tò mò, phải trình bày, phải chốt, phải quyết định, phải gì đó, rồi có đối với Hương thì cái trình tự này nó bắt đầu thay đổi. Nhưng mà đó khi mà mình hiểu được cái bộ não mình hoạt động xong rồi thì chắc chắn mấy cái phần này mình sắp xếp lại, và mọi người cái thành công nó sẽ cao hơn, là bởi vì nói chung quy con người mình á là quyết định theo dựa theo cảm xúc, mà cái cảm xúc đó là nó kiểm soát một cái tiềm thức chứ không phải ý thức, cho nên là khi mà mình hiểu được cái trình tự này rồi, mình mời gọi, mình chia sẻ nó sẽ khác. Cũng giống như bây giờ chị Hòa có để ý mấy 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 cái bài chia sẻ em sau này không? Đúng Có thể nói là cái phần trăm mà em sau khi em làm BB á là 90% thành công, là cái tỷ lệ cao vô cùng, mà em cũng chả hiểu tại sao em có được cái tỷ lệ này. Tình cờ em xem cái bài mới hồi nãy mới chị chia sẻ cái bài đó, em mới hiểu được tại sao cái tỷ lệ em cao như vậy. Là em sẽ giải thích cái bài này vào ngày cái bây giờ là ngày thứ hai. thứ hai tới này hả? Ok. Ngày thứ hai để cho mọi người hiểu được cái cách mà cái bộ não con người mình nó hoạt động và tâm lý trong cái lời mời. Nhớ đó nha. Tại nhiều bao nhiêu chất xám của em là phải được khai thác tận cùng. giống như học hỏi giống như nhóm nhóm ngày mà bên bên Texas nói là em phải lấy cái ống, lấy cái ống hút, em hút cái gì trong bộ não anh cho nó ghi ra để em không quên. ra ai cũng có thể học được, rất căn bản.
trong cái năm nay là em sẽ cố gắng anh rồi mất tiêu rồi rút gọn lại tất cả đúng không?